pha nó có cái tâm tròn á, giúp mình đi bám đường hơn. Trước mặt mình đây là một chiếc Toyota Rush nha. Thì hôm nay anh khách đã ghé bên mình để nâng cấp một cặp bi gầm X3 Pro nha. Tại vì đèn của anh đi nó không đủ điều kiện để sáng á, thì nó không có bám đường á, thì anh quyết định anh ghé mình để nâng cấp một cặp bi gầm X3 Pro nhật 4.3 để giúp mình đi bám đường hơn nha. Rồi, tí mình sẽ test cho các bạn xem nó sau khi làm nó sẽ như thế nào. Sau khi bên mình nâng cấp hoàn thiện thì đã nâng cấp. Thì bây giờ mình sẽ test ánh sáng sau khi làm cho các bạn xem nha. Cốt pha nha. Ok, test. Bạc. Pha. Đó, pha nó có cái tâm tròn á, giúp mình đi bám đường hơn. Anh em nào cần tư vấn thì cứ liên hệ qua cái số hotline của bên mình nha. Bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn nha.